14:29. Rồi, đến em này. Rồi. Xin chào quý vị các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Minh Sơn nhá. Hôm nay chúng tôi có hai chiếc cưa xích, một chiếc cưa xích Reload 750 của Tàu Trung Quốc gia đình. Dòng cưa này thì giá dưới 3 triệu. Đây là chiếc Echo CS501 dòng X3 luôn nhá. Dòng này thì giá của nó là khoảng 9 triệu, gấp 3 lần. Thì hôm nay mình thử cắt chiếc này, xem chiếc Echo này có cắt nhanh gấp 3 lần chiếc này hay không nhá. Bây giờ mình không nói nhá, giá gấp 3 lần, hy vọng bền thì chắc chắn thì mình hy vọng là đã sẽ gấp 3 lần, nhưng mà bền thì thời gian sẽ trả lời được. Còn bây giờ mình không rõ, còn thử xem cắt nhanh gấp 3 lần nữa nha. Rồi, test thử cho bạn xem. Hôm nay thực sự luôn rảnh, kiếm được một cái cây gỗ to, muốn test. Bình thường kiếm một cây gỗ to thì hơi bị hiếm, hôm nay kiếm được cây gỗ to. Mình sẽ test này, mình sẽ cắt thử hai chiếc này, xong mình nhờ hai bạn nữa cũng cắt thử hai chiếc để cho nó khách quan nhá. Bấm giờ luôn này. Ok, cái này bấm luôn. Bao nhiêu? 14:29. Rồi, đến em này. Rồi. Bao nhiêu? 23:33. Cái này kia là bao nhiêu? 16 giây. Thật nhá, đây là ok, đây là cái này căn bản là ấy, lúc mà mình đẩy ngược vào như này, cảm giác nó hơi nặng. Rồi nhờ một bạn khác vào cắt thử luôn. Quỳnh theo trường phái ủng hộ Echo, Quỳnh vào mình cắt. Echo mà. Thôi bây giờ em cắt con Echo mà cứ dưới 16 giây là được thì cần gì phải cắt con kia nữa. Nhưng mà khả năng em cắt con này chắc còn dưới 16 giây ý chứ. Rồi, cắt đi, bây giờ một người cắt đi nhau đúng không? Nào. Không, em cắt Echo đi. Vâng, cứ thử con này sao. Rồi, 13:35.
thoát tiếng được. Cho anh em xem 3 triệu 9 triệu, không phải là dìm metro đâu nhá, không phải dìm đâu, nhưng mà đây là mình cắt thực tế để cho bạn xem. Hai con này dung tích công suất cũng sàn sàn nhau, 501 đâu đó cũng trên 50cc, con này thì cũng 52cc, ngang nhau thôi. Piston cũng gần 445 đi không? Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm, nhớ đăng ký like, subscribe kênh và chuông thông báo để tôi cập nhật những video mới nhất nha.